Sốc quá, chủ mưu hại Thúy Nga hết phim mới lộ diện dụ dỗ chính Kim Ngân ký tên thư má hai ra cảnh sát. Đúng là trùm cuối hết phim mới lộ diện. Mới đây, Thúy Nga đăng tải video cuối cùng gặp Kim Ngân. Cũng tại đây, người chủ mưu đứng ra hại Thúy Nga thật sự mới lộ diện. Hóa ra Gia Nguyễn cũng chỉ là kẻ chỉ đầu đánh đáy. Còn người thực sự lên kế hoạch đi thưa kiện Thúy Nga chính là sư cô. Nhóm người này gồm có Gia Nguyễn, con gái Kim Ngân và đặc biệt, điều đáng nói nhất là Kim Ngân đã được sư cô dẫn dắt đến sở cảnh sát vào ngày 11 tháng 5 để dụ Kim Ngân ký tên vào giấy tờ, báo cáo Thúy Nga ra cảnh sát. Điều này được Thúy Nga ẩn ý nói trong clip cuối cùng, khi Thúy Nga cũng lấy chính bức hình mà sư cô chụp Kim Ngân ở City House để đăng lên clip của mình. Bằng chứng rõ ràng nhất là việc sư cô nắm rõ việc kiện tụng Thúy Nga, còn đi kể với những người khác. Nhưng không may bị lộ tin nhắn, nên mọi việc đã sáng tỏ. Sư cô cũng là người tích cực nhất đi tới những cơ quan chức năng có thẩm quyền âm thầm sau lưng Thúy Nga để kiện tụng. Cô cũng là người tích cực nhất trong chuyện nhận tiền của Mạnh Thường Quân cho Kim Ngân. Khi có người đặt vấn đề cho Kim Ngân tiền, là sư cô ngay lập tức gửi số điện thoại nhận tiền từ cả Việt Nam lẫn nước ngoài. Thiết nghĩ cũng có rất nhiều người cho tiền Kim Ngân thông qua sư cô. Liệu rằng số tiền đó có đến tay Kim Ngân được hay không? Thúy Nga đánh giá sư cô rất giỏi, vì mỗi lần bà ấy đi gặp Kim Ngân là sẽ thủ thỉ đủ điều. Sau đó y như rằng, khi Kim Ngân về gặp Thúy Nga thì đều tỏ ra khó chịu và chống đối cô ấy một cách rõ rệt. Ngoài ra, sư cô cũng rất giỏi kết nối với người nhà thân quen của Kim Ngân. Tương tự cũng gieo vào lòng người ta điều gì không biết để gia đình họ ghét Thúy Nga nhiều đến vậy. Đàn chỉ ngồi sau xe nghe những câu chuyện mà Thúy Nga đã tâm sự, còn cười mỉm mỉm mai nữa. Thúy Nga bây giờ đã nhìn ra Kim Ngân không phải như một người bệnh mà cô từng nghĩ. Những chuyện xảy ra chị ấy đều hiểu, cũng có suy nghĩ rồi còn phân tích ra nữa. Hôm trước nữ ca sĩ còn kể với Tuấn Yến nghe là có ông thầy áo vàng do sư cô giới thiệu. Hai người ấy đã bàn với nhau là sẽ mua nhà cho Kim Ngân, nhưng thực ra là không phải đâu. Vừa nghe nhắc đến ông thầy áo vàng, Kim Ngân lại lên tiếng nói ông thầy có học đó. Thúy Nga nghe vậy cũng bật cười, ừ thì người ta cũng toàn là học cao không hà Kim Ngân. Nữ danh hài chia sẻ rằng hối hận của cô là lúc trước đã vội vàng kiếm chỗ ở cho Kim Ngân, để rồi cũng mới ở được mấy ngày mà đã xảy ra đại họa như thế này, một bầu trời đầy ân oán. Không phải cô ấy không giúp gì khi ở đó, người ta còn gài Thúy Nga làm cho cái bếp, cái cổng, cô ấy cũng đều giúp. Vậy mà họ lại đối xử với mình như kẻ thù. Kim Ngân cũng từng cho Thúy Nga biết là người ta muốn cô phải góp cổ phần vào chùa. Giờ nghĩ lại mới thấy hết hồn. Nhưng cũng có người nói rằng do Thúy Nga không chịu đưa gia đình của Kim Ngân lên ký giấy ủy quyền khi cô ấy ở chùa, để người ta được toàn quyền quyết định, cho nên người ta mới kiếm cớ đuổi đi. Không ngờ những người mặc áo vàng này quá là cao thủ. Kim Ngân cũng vì nghe những lời ngon ngọt về ngôi nhà mà trong lần cuối cùng gặp Thúy Nga cũng tỏ ra khá thờ ơ lạnh lùng. Vì lúc đó trong đầu Kim Ngân đã đinh ninh rằng chỉ sớm thôi mình sẽ có một căn nhà 80.000. Vì theo lời ông Hà và sư cô, Kim Ngân khoái ngôi nhà đó lắm nên bằng mọi giá họ sẽ mua cho Kim Ngân căn nhà đó. Còn Kim Ngân tất nhiên là vô cùng háo hức và tin điều đó là thật. Tuy nhiên, vì không lo được giấy tờ nên không mua nổi căn nhà 80.000. Dù rằng trước đó, trong buổi phỏng vấn của phố Bonsa, cả ông Hà và sư cô nói rằng dễ dàng mua được, khó khăn ở chỗ chưa có giấy tờ của Kim Ngân thôi, còn lại mọi chuyện sẽ lo xong trong thời gian ngắn. Vậy mà trên thực tế, rõ ràng là không thực hiện được, Kim Ngân vỡ mộng lần một, không cần biết có mua được hay không. Nhưng với tính nết của Kim Ngân, một khi đã hứa hẹn, đến khi không thực hiện được, chắc chắn nữ ca sĩ sẽ nổi giận. Tính cách của Kim Ngân là vậy, ngay cả việc mời Tuấn Yến đi ăn mà bị lỡ hẹn, Kim Ngân đã giận cả buổi rồi. Thế nên lỡ hẹn cả một ước mơ, cả một căn nhà 80.000, liệu Kim Ngân sẽ thế nào? Ước mơ 80.000 tan thành bong bóng, ông Hà có vẻ muốn bù đắp cho Kim Ngân hơn, nên hứa chuyển sang con số 98.000. Tuy nhiên đã quá hẹn của sư cô gần 20 ngày, nhà vẫn chưa thấy đâu.
mà chỉ dừng lại ở lời hứa. Nửa tháng trước, Giang Nguyễn tiết lộ, khi ông Hà gọi điện, Kim Ngân còn hỏi trực tiếp ông Hà, Đức Giáo Hoàng ơi có chìa khóa nhà cho con chưa? Kim Ngân thường gọi ông Áo Vàng là Đức Giáo Hoàng. Thế nhưng 2 tuần sau khi Kim Ngân hỏi câu hỏi đó, ông Áo Vàng vẫn cứ hẹn cứ hứa, là một người bình thường, thì rõ ràng, sẽ hiểu rằng, chẳng có quyền gì mà đòi hỏi ông Hà hết. Ông thích tặng thì tặng, không thích thì thôi. Ông ấy là người cho mà, chứ đâu phải người nợ. Thế nhưng với người như Kim Ngân thì lại khác, thần kinh rất yếu. Và khi được ông Hà và đặc biệt là sư cô, xây dựng nên một niềm tin vững chắc trong đầu, là sẽ có căn nhà, sẽ có căn nhà. Kim Ngân mặc nhiên tin tưởng và hạnh phúc vì điều đó, bằng chứng là việc dứt áo bỏ Thúy Nga đi. Thế nhưng cuối cùng thì sao, nhà mới chỉ là chiếc bánh vẽ, chính vì thế, sư cô mới tránh mặt Kim Ngân lâu như vậy, vì 5 lần 7 lượt hứa với Kim Ngân sẽ có nhà sớm thôi. Nhưng cho đến hôm nay, ông Hà đã chính thức phủi hết trách nhiệm, nào là chữa bệnh cho Kim Ngân dễ lắm, người như tôi sẽ chữa được. Nào là tôi coi Kim Ngân như em gái, bằng mọi giá phải mua được nhà cho Kim Ngân. Nhiều khi chúng ta phải đặt ra một dấu chấm hỏi cho người này, liệu rằng ông Hà có phải là người được dựng lên để tách Kim Ngân ra khỏi Thúy Nga hay không? Có lẽ bây giờ Kim Ngân mới thấm thía những gì Thúy Nga nói. Thúy Nga nói cho Kim Ngân biết rằng, không có lý do gì khi chị đang ngủ ngoài đường mà người ta cứ đến thủ thỉ rồi nói mua nhà bằng được. Chắc chắn trong đó có sự tính toán trục lợi thì người ta mới làm vậy chứ không đơn giản đâu. Nữ danh hài không cam lòng nói rằng có thể dành dụm rồi sau này mua cho Kim Ngân cái nhà cũng được mà. Việc gì chị phải vội vã nhận lời người ta rồi để bị lừa như vậy. Đó cũng là điểm yếu của Kim Ngân mà người ta đã nhìn ra được. Và Thúy Nga không kìm được cảm xúc đã bật khóc nói rằng Kim Ngân đã trải qua 30 năm đau khổ rồi. Nên từ nay phải sống cẩn thận hơn nha Kim Ngân, đừng để người ta gạt mình nữa. Thúy Nga đã rất thương và lo lắng cho Kim Ngân trong thời gian qua rồi. Trong buổi sinh nhật của Kim Ngân, mọi người ai cũng vui vẻ nhưng trong lòng của cô rất buồn. Nữ ca sĩ lúc đó còn nói, kỷ niệm của má hai với Kim Ngân hãy cất vô trong hộp đi. Nghe như một lời chia tay với Thúy Nga vậy, khiến cho cô đã rất đau buồn và mất ăn mất ngủ. Thúy Nga chia sẻ rằng mình không lo cho bản thân mà chỉ lo cho đàn chị thôi. Cô ấy tin rằng mình không làm gì sai cả. Nếu muốn rời xa Thúy Nga và tin tưởng đi theo người khác thì Kim Ngân phải bảo trọng, đừng để bị lừa thêm một lần nữa sẽ rất đau khổ nha Kim Ngân. Video đến đây là hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video. Chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an để vượt qua mùa dịch bệnh khó khăn này.